Trưa 26 tháng 6, ngay khi công ty chủ quản của nhóm nhạc Blackpink đưa ra thông báo sẽ tổ chức đêm concert Born Pink của nhóm tại Hà Nội vào hai đêm 29 và 30 tháng 7, người hâm mộ Việt Nam lẫn dàn nghệ sĩ Vbiz đã đứng ngồi không yên. Trong các hội nhóm, nhiều người đã ráo riết tìm kiếm thông tin về đêm nhạc cũng như đặt liền tay vé máy bay để tham dự sự kiện. Trước thông tin Blackpink sắp về Việt Nam, dàn nghệ sĩ Việt như diễn viên Diệu Nhi, Á hậu Phương Nhi, Phương Nga, Hoa hậu Thùy Tiên cũng vô cùng háo hức. Trước đó, rất nhiều sao Việt đã lặn lội sang Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc để tham dự đêm diễn của nhóm nhạc này. Bong Binh là tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai của Blackpink, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái tại Seoul, Hàn Quốc. Trong năm 2022, 4 cô gái đã biểu diễn 26 buổi, thu hút hơn 366.000 khán giả. Nhóm cũng đã mang tour đến nhiều nước như Mỹ, Canada, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Trung Quốc, thu về hàng triệu đô la Mỹ mỗi đêm. Tháng 5 năm nay, tour Born Pink đã chạm mốc doanh thu 100 triệu đô la Mỹ. Trước số lượng người hâm mộ quá lớn, công ty chủ quản của nhóm nhạc thông báo tour diễn sẽ tăng thêm số buổi, kéo dài đến hết năm nay và lần này chính thức cập bến Việt Nam. Vé concert của Blackpink tại Việt Nam sẽ được bán qua một nền tảng quản lý và phân phối vé sự kiện trực tuyến. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức chưa công bố quy mô, số lượng khán giả tham dự cũng như giá vé. Dẫu chưa biết có săn được vé concert hay không nhưng nhiều hội nhóm yêu thích Blackpink đã sẵn sàng đặt vé máy bay di chuyển tới Hà Nội để tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc.